xin chào anh chị nha, em là Ngọc Bích. Thì hôm trước em cũng đã lên cho mình một clip về clip rồi. Hôm nay em lại nói sơ lại về con xe này cho anh chị xem một lần nữa ha. Thì đối với dòng xe clip này, bên em hiện tại có cho mình là 125, đời mới nhất và mẫu mới nhất hiện tại cập nhật trên thị trường anh chị nha. Đối với dòng xe này thì hiện tại bên em có 3 màu, là màu đen bóng ha, màu đỏ phía sau đây, đỏ candy, và có màu trắng. Ngoài ra còn có một màu xanh nhớt nữa. Thì anh chị đang thích màu nào cứ inbox trực tiếp cho em để em hỗ trợ tư vấn thêm về màu xe cho mình nha. Thì đối với con clip này, nó sẽ có một cái điểm lạ ở hiện tại là mẫu mới, nhưng mà nó sẽ có hai phiên bản là bánh căm và bánh mâm cho anh chị lựa chọn. Nó có hai phiên bản là khóa chìa và khóa thông minh luôn anh chị nha. Khóa chìa và khóa thông minh, nếu mà ai không sử dụng quen khóa thông minh thì mình cứ đi khóa chìa. Bên em có đầy đủ các màu, các phiên bản cho anh chị chọn ha. Thì đối với dòng xe này, hiện tại trên thị trường nó tầm 7X anh chị nha. 7X. Nếu mà mua góp thì trả trước thấp nhất cho em tầm 15 củ trở lên anh chị ha. 15 củ trở lên nha. Thì hiện tại trên thị trường nó sẽ có mẫu clip, thì cái kiểu dáng nó vẫn là như trước thôi, nó vẫn là cái đầu nhọn ha. Mẫu mã nó sẽ thon gọn hơn. Còn hiện tại trên thị trường nó sẽ có thêm một dòng xe là Vario, thì nó cũng là nó na ná như nhau thôi. Mẫu dáng nó sẽ như nhau, nhưng mà form dáng là như vậy. Còn về giá thì nó sẽ chênh lệch nhiều anh chị ha. Nếu mà anh chị thích mẫu mã của con clip nhưng mà mình không đủ tài chính kinh tế thì mình có thể chọn Vario, nhưng mà lên dàn áo clip thì giá của nó sẽ thấp hơn nhiều ha. Anh chị có thể cân nhắc lựa chọn. Còn nếu mà mình thích mà máy móc hay là mẫu mã của clip nguyên con luôn thì mình cứ chọn con này ha, chọn con này. Bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị luôn. Nói chung là mình có nhiều sự lựa chọn ha. Đối với dòng xe này, tem của nó là tem nổi anh chị nha, tem nổi màu bạc. Về kiểu dáng thì nó vẫn giữ nguyên mẫu cũ thôi. Mâm của nó vẫn là mâm chữ Y anh chị nha, mâm chữ Y. Còn Vario thì cái mâm của nó đã thay đổi rồi. Động cơ vẫn là 125 như nhau thôi. Thì anh chị có thắc mắc gì về thêm màu xe hay là mẫu mã của con xe nào khác thì cứ inbox trực tiếp cho em để em hỗ trợ tư vấn thêm cho mình ha. Số điện thoại của em là 0862675229, gặp trực tiếp Ngọc Bích hoặc là đến cửa hàng 961 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Cửa hàng tên là cửa hàng xe máy Bình Dương anh chị nha. Đến đây đã báo gặp Bích để hỗ trợ thêm xăng xe cho mình từ 500 đến 1 triệu. Em cảm ơn anh chị đã xem hết video của em hôm nay ạ. Em chào anh chị.